Thưa quý vị, trên từng con đường góc phố tại thành phố Hồ Chí Minh, những dòng xe vẫn hối hả, từng dòng người vẫn ngược xuôi, nhịp sống cứ trôi đi không ngừng. Và đâu đó giữa những quãng nghỉ, chỗ dừng, người dân sẽ bắt gặp những nơi lịch sử được chạm trổ, được ký thác và lưu giữ bằng lòng biết ơn, niềm tự hào của những người tiếp nối. Gần tròn 60 năm kể từ sau trận đánh vào cư xá Brink, vợ chồng người Mỹ này đã tìm về nơi lưu giữ một chứng tích. Buồn vui lẫn lộn, nhưng sự ghi nhớ là không thể nào quên. Brink ngày ấy giờ là Park Hyatt, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Cánh cửa hội nhập phát triển luôn rộng mở, nhưng neo giữ nơi cái bản lề ấy vẫn là một ký ức cần được tưởng niệm, nhắc nhớ. Tôi có người thân đã mất trong cuộc chiến này. Nhìn những tấm bia, tôi rất xúc động. Những tấm bia vẫn đang hiện diện giữa lòng thành phố, nhưng đằng sau nó là sự hiện hữu một dòng chảy lịch sử của thời khắc quyết định sinh tử, nơi lòng yêu nước, tuổi thanh xuân và lý tưởng tận hiến vì độc lập, tự do, thống nhất không cần phải qua thử lửa, mà nó chính là ngọn lửa thiêng. Những tấm bia tưởng chừng là vô tri, nhưng không hề vô giác. Nó nằm giữa lòng thành phố để nhắc nhớ người đời sau, lòng biết ơn vô bờ bến. Nó tạc nên hình hài của một dòng văn hóa bản địa mà ngày hôm nay soi mình vào đó để nhận rõ cội nguồn và tiếp tục truyền giao, gửi gắm cho thế hệ mai sau. Tôi muốn gửi gắm lại thế hệ trẻ sau này thì mong các em là cố gắng học nhiều hơn nữa để đem về nhiều cái nhận thức của mình để đóng góp cho cách mạng, đóng góp cho đất nước mình. Và những tấm bia giữa lòng thành phố còn là lời nhắc nhở, sống sao cho xứng đáng, sống giữa hòa bình, nhưng không quên những người đã ngã xuống cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay.